Dương Tử bị chê ngơ ngác, kém chuyên nghiệp khi đứng chung với Lưu Vũ Hân, học trò của Lisa. Mới đây, một chủ đề bỗng trở nên hot và hiện đang đứng vị trí thứ 5 trên top tìm kiếm Weibo, đó chính là khung hình Dương Tử và Lưu Vũ Hân biểu diễn bên nhau. Cả hai nghệ sĩ đã có màn trình diễn tại sự kiện Đêm Hội Ngũ Tứ lên sóng vào ngày 4 tháng 5. Không phải nhan sắc hay vóc dáng của hai người được đặt lên bàn cân so sánh, mà độ nhạy trước ống kính giữa Dương Tử và Lưu Vũ Hân dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Rất nhiều người nhận ra rằng Dương Tử ngơ ngác, hoàn toàn không xác định được máy quay đang ở đâu. Trong khi đó, Lưu Vũ Hân cực kỳ chuyên nghiệp trong việc bắt ống kính, tự tin trong việc trình diễn. Các blogger đều cho rằng đây chính là sự khác biệt giữa idol và diễn viên trong giới giải trí. Dưới phần bình luận, netizen phân tích kỹ càng, khó mà trách Dương Tử, Lưu Vũ Hân vốn là ca sĩ, chắc chắn là dàn diện với sân khấu hơn rồi. Lưu Vũ Hân xoái quá, idol quả thật rất khác với diễn viên. Nhìn Lưu Vũ Hân trân trọng và biết bắt khoảnh khắc từng giây một thế kia là biết cô ấy đã luyện tập như thế nào. Lưu Vũ Hân là thành viên center của dòng nhạc The Night, debut từ sau truyền hình Thanh Xuân Có Bạn Hai. Học trò xuất sắc của Lisa đã nổi bật ngay từ vòng 1 nhờ khả năng vũ đạo ấn tượng, phong thái chuyên nghiệp. Ở một góc nhìn khác, khi xuất hiện trên sân khấu cùng Lưu Vũ Hân, Dương Tử gây ấn tượng bởi bộ váy trắng thanh tao. Cô trang điểm nhẹ nhàng và búi tóc sau gáy, gương mặt hiện rõ sự tươi tắn, rạng rỡ, dù phải chạy show làm việc liên tục. So với mấy tháng trước đây, ở thời điểm hiện tại, Dương Tử đã sụt cân khá nhiều. Điều này được thể hiện qua vùng xương quai xanh trên cổ mỹ nhân hương mật từ khói sương. Dẫu vậy, do tạng người Dương Tử không được lý tưởng, nên dù có gầy đi thì nữ diễn viên vẫn bị chê bai bởi eo bánh mì thô kệch. Khi diện chiếc váy trắng, khuyết điểm lưng ngắn eo to của Dương Tử hiện lên quá rõ. Xem ra, Dương Tử cần tập luyện, đồng thời chọn trang phục thích hợp hơn để che giấu khuyết điểm này. Biểu hiện đáng yêu của Dương Tử khi tiếp xúc với Lưu Vũ Hân cũng gây chú ý. Dương Tử nổi tiếng là người thân thiện, vui tính, đôi khi quá lố trong cách thể hiện cảm xúc mà cô bị chỉ trích là vô duyên, IQ kém. Nhưng có một điều khó lòng chối bỏ được là Dương Tử rất được lòng các đồng nghiệp nam ở showbiz. Đa phần bạn diễn sau khi hợp tác cùng Dương Tử đều khen cô hài hước, dễ gần. Dương Tử sinh năm 1992 tại Trung Quốc, cô còn có tên gọi khác là Andy Dương. Nhờ gương mặt xinh xắn rạng rỡ, Dương Tử dễ dàng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất khi còn khá bé. 10 tuổi, cô nàng này đã đóng phim và có dịp làm việc cùng với Thừa Sướng, người đẹp từng đình đám một thời ở showbiz với các phim của Trang Ăn Khách. Năm 2018, nhờ bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương đóng cùng Đặng Luân mà Dương Tử nổi đình nổi đám. Hương Mật Tựa Khói Sương lấy bối cảnh ở một thế giới thần tiên. Trong thế giới đó, Dương Tử hóa thân thành một quả bồ đào tinh tên Cẩm Mịch, tu luyện suốt hơn 4.000 năm. Vốn là ái nữ của Hoa Thần, nhưng vì không muốn con gái chịu đau khổ vì tình, nên Cẩm Mịch bị Hoa Thần dùng thuốc tuyệt tình, khiến cô trải qua quãng thời gian 4.000 năm trong sự cô đơn. Giai đoạn này, Cẩm Mịch từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ biết được thế thải nhân tình là gì. Cẩm Mịch được hai người yêu thương say đắm là Già Thần Nhuận Ngọc và Hỏa Thần Hút Phượng. Tuy nhiên, người khiến Cẩm Mịch sống chết vì yêu là chỉ có duy nhất Hút Phượng. Câu chuyện tình của hai người trải qua những khó khăn, khổ ải và khiến khán giả phải khóc hết nước mắt vì thương xót.